Vâng, em xin chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một cái giống cây, cái giống cây khả năng cũng rất là quen với các bác rồi, và một số các bác thì cũng vẫn còn lạ lạ, còn một số các bác cũng chưa biết là cái giống cây họ làm giống kiểu gì và sẽ trồng như thế nào, cách trồng ra sao. Thì trao đổi các bác là hôm trước ấy, thì em có làm một cái video về cái cắt tỉa cành của cái cây cái na 10 tháng tuổi ấy. Thì cũng xin rất là chân thành cảm ơn các bác đã có phản hồi rất là tích cực, và nhiều người gọi cho em ấy là cũng trao đổi rằng là tại sao mà không hướng dẫn cái cách mà làm từ khi mà bắt đầu mua cái cây giống về ấy, xong rồi làm như thế nào, rồi chăm như thế nào, thứ hai xong rồi trồng như thế nào, rồi bón phân gì, rồi làm hố ra sao. Thì nói chung là gọi là tổng quát của vấn đề là chúng ta bắt đầu chúng ta thực hiện vấn đề là làm cái cây na Thái đấy. Đấy. Thì hôm nay buổi chiều hôm nay thì cũng cố gắng tranh thủ về sớm một tí thì cũng nhái hàng một tí các bác nhé. Em thì nói thật các bác đi, na của em to lắm rồi, đây các bác xem này. Đấy, đây, na của em to lắm rồi, ngồi cạnh ở ngồi ở trong vườn na quả đấy, đấy bọc đấy. Đấy, đây bọc tất cả đều bọc công thân các bác nhé. Đấy, yeah, đấy. Thì cũng thực nghiệm lại cái để làm một cái video để trao đổi với các bác. Có thể là nó sẽ không hết được các bác nhé, có thể là nó sẽ không hết được tất cả mọi thứ, nhưng mà có phần nào mà em giúp được các bác được thì tốt. Còn nó mà có thiếu sót cái vấn đề gì hoặc là còn quên vấn đề gì đó trong quá trình giống rồi quá trình làm ấy, để trồng cây na chăm sóc thế nào ấy, thì các bác cũng hết sức thông cảm với em nhé, tại vì không ai hoàn thiện hết được đâu. Thì cũng mong các bác sẽ tìm hiểu thêm nhiều cái sách báo cũng như là nhiều cái kênh để chúng ta tìm hiểu cho nó thêm cái kiến thức để mình làm cái cây na Thái cho nó phù hợp. Tại vì thật sự các bác để mà bảo là cái cây na Thái mà có nhiều người có nhiều kinh nghiệm rồi thì người ta chứ chắc người ta đã chia sẻ hết đấy, còn mình thì phải mây mò tìm hiểu thôi. Đi tìm hiểu thì cũng phải trải qua mấy năm thì chúng ta mới đúc rút được. Thì nói thật các bác này, với em thì cũng làm và cũng đã thất bại đấy, cũng đã trồng rồi và đã thất bại, thì cũng đúc kết lại thì cũng hôm nay cũng làm cái video để chia sẻ với các bác, trò chuyện tâm sự các bác nhỉ. Đấy, thì các bác mà yêu mến em thì các bác lắng nghe rồi các bác có phản hồi với em biết nhỉ. Thì cũng không vòng vo tam quốc cho nó dài dòng nữa các bác nhé. Thì bây giờ thế này, trao đổi các bác là khi các bác mua cái cây giống na ấy, biết các bác xem có rõ không nhá, các bác mua cái giống cái cây na Thái ấy, thì nó sẽ có hai hình thức như thế này. Ở dàn ươm ấy là người ta xuất ra bán ấy, thì một ấy, đây em bỏ vợ cái cây này ra, cây này chưa dùng nó, tại cái cây này nó đấy. Em đi em lấy cái gốc bơ các bác, đây là cái gốc bơ, xong là em ghép giống như kiểu người ta ghép ấy. Đây, khi người ta ghép thì người ta sẽ ghép treo bầu, ghép như thế này các bác nhé. Đấy, ghép như thế này, thì khi người ta ghép treo bầu, ghép trên cành, người ta sẽ rút vào cái bầu này này, rút cái bầu vào cái cành na đấy, để cho nó trong vòng cứ khoảng một tháng hoặc một tháng rưỡi là người ta sẽ cắt, người ta cắt cái thân chính này này, cái gốc này nó sẽ nuôi cái thân này. Đấy, thì nó như thế này luôn các bác, khi mà nhập về nó như thế này này. Đây là một cái ghép treo bầu nhá. Đấy, cái này là mới cắt trên cây xuống. Đấy, nó như thế này các bác nhé. Đấy, thì các bác mua về đấy, như này là mấy chục nghìn đấy, mang về đấy. Còn một cái hình thức nữa là khi người ta cắt treo bầu xuống ấy, khi mà người ta chưa bán được hàng ấy, hoặc là người nào người ta cẩn thận ấy, đấy, nó dư ra chẳng hạn, thì người ta sẽ tiến hành người ta cắt ngang. Đấy, cắt ngang như này này, thì nó sẽ ra khoảng 2-3 cái chồi như thế này các bác nhé. Đấy, nó sẽ ra 2-3 cái chồi như thế này. Đấy, em thì thực nghiệm đúng ra người ta ghép bằng cái ni lông cứng các bác nhé, ni lông dai ấy. Đường cái này là cái ni lông ghép cây, nó khác, người ta quấn bằng cái ni lông ghép khác cơ. Thì thôi quấn nó cũng hơi xấu hoặc là hơi dở một tí thì các bác hết sức thông cảm nhé, nhưng mà nó như thế này đấy các bác nhé. Đấy, nó ghép như thế này đấy. Đấy, thì cái cây này là cái cây mà khi người ta bán ế, bán thừa, hoặc là người ta để trong dàn ươm ấy, người ta muốn là để cho đảm bảo cái tỷ lệ sống cao ấy, thì người ta sẽ cắt như thế này rồi. Đấy, bỏ cái này ra, cái này là giai đoạn đầu.
Còn cây này là giai đoạn 2. Đây, cây này đây. Khi người ta cắt cái này thì nó sẽ ra 1, 2, 3, 4, 3 cái chồi như thế này nhé. Đấy, đây này giai đoạn thứ 2 này. Cái này là các bác về là trồng ngay được đây. Cây như thế này là các bác về là trồng ngay được. Đấy, còn chốc nữa trồng ngay như thế nào thì em sẽ nói sau nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải giải quyết từng giai đoạn một. Nếu mà các bác nào mua phải những cái cây ấy, cái giống mà người ta mới cắt trên cây để người ta làm giống ấy, xuống như thế này. Đấy, thì các bác mang về nhà. Các bác mang về nhà các bác chăm. Các bác nào cẩn thận thì sang bịch to. Bịch nhìn có họ chắc bịch cho bầu thì cũng tầm này đó bác, nó thấp hơn tí, thấp hơn, nó ngắn hơn tí. Đây của em là bịch bơ thì nó hơi dài nhé. Các bác sẽ để như thế này. Đấy, thì trao đổi các bác luôn, em cắt thử cho các bác xem luôn nhá. Thì từ dưới này lên. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thì là các bác tiến hành các bác cắt đi cho em nhá. Đấy, thì ví dụ như chỗ này. Đấy, các bác xin nhìn cái tổng thể nhá. Cái cành này của nó là thường ghép là cỡ khoảng dài khoảng nửa mét đấy, 50 phân đấy, 50-60 phân đấy. Thì em sẽ tiến hành là em cắt cho các bác xem nhá. Đấy, đây đây các bác nhá, nhìn nhá. Đấy, các bác đấy. Em một tay em quay cái máy, còn một tay em cắt đấy. Đấy, em cắt này. Thế họ cắt như thế. Thì nếu cắt xong rồi như thế này hay là thế nào các bác nhỉ? Đấy, không phải như này các bác nhá. Đấy, cắt xong thì các bác tiến hành các bác vẽ đi cho em. Thế mà có thể là vẽ luôn cả cái này cũng được. Nếu mà dưới này có vài cái ná thì ta để, nhưng mà chỗ này 1, 2, 3 mắt này, ta để một cái ná này cũng được, chả sao cả. Đấy, có thể là người ta để vài cái mắt đây, cái ná đây thì cũng không sao. Đấy, còn lại thì đây. Thì các bác khi các bác cắt nhá, nó sẽ ra chồi như thế này này. Đấy, nó sẽ ra ba cái chồi này, chắc chắn nó sẽ ra ba cái chồi này. Đấy, thì các bác khi cắt xong ấy thì nhớ các bác nhá, các bác hòa cái cóc 85 hoặc là đồng đỏ tỷ lệ là 1:10 ấy. Ví dụ 1 lít hoặc 10 lít, nhưng mà cái này chúng ta bôi không hết bao nhiêu đâu. Các bác căn cứ khoảng 10ml thì 1ml thì đi với 10ml nước. Đấy, các bác hòa trên, các bác lấy cái bông ấy, hay là cái gì đấy, cái bông ngoài tai được, hoặc là cái chổi con được. Đấy, các bác hòa có nhúng, bác có quẹt vào đây hộ em cái, đảm bảo cho nó là có mưa tưới, có làm gì nó không bị thối từ trên này xuống, nó dẫn đến nó thối cái chổi này nhá. Đấy, thế nên là khi mà chúng ta quẹt này thì chúng ta xếp ra đây. Xong, một bịch. Ok chưa? Đấy. Nhưng các bác xếp như thế nào? Em chỉ luôn. Khi các bác xếp ở trong giàn ấy, dàn ươm ấy. Đấy, các bác cắt này xong các bác phải xếp trong giàn ươm rồi. Các bác phải làm giàn ấy, giàn lưới đen nhá. Hoặc là giàn ná cây hay gì đấy, tùy vùng miền. Các bác ở miền Tây các bác này có nhiều cái ná dừa, các bác phủ lên cũng được, chả sao cả. Đó. Các bác xếp cái này thì đề cũng mong các bác này, xếp cho đúng một hướng cho em. Đấy, cái vết ghép như thế này đúng không? Cái na thì nó thường nó cong cong xuống này này, cái ghép cho bầu ra nó cũng cong cong này này. Thế em làm nó cong cong chết cái bờ này chả sao cả, đằng nào thì mình cũng cắt ngang nó rồi. Đấy, nó cong cong y như thế này luôn. Thì các bác xếp tụi em trong dàn ươm theo hàng cũng về một hướng như này các bác nhé. Đấy, về một đúng một hướng như thế này nhé, chứ đừng có xếp cái thì xếp ngược này, cái thì xếp ngang này, cái xếp xuôi này, cái xếp dọc này. Đấy, tại sao lại xếp như thế các bác nhá, thì em sẽ nói luôn. Khi bác xếp ở trong dàn ươm, các bác xếp theo cái hướng, và theo em thì xếp ngoảnh luôn hướng này đi. Đấy, ngoảnh hướng luôn hướng nào. Đấy, thì là khi là chồi nó ra, nó sẽ ra hai bên các bác ạ. Bên này nó ra bên em này, và cái bên này nó ra bên này. Đấy, bên này nó ra bên này. Thì các bác xếp lần lượt, ví dụ như cái bịch này. Đấy, các bác xếp này nhá, thì nó sẽ ra lần lượt như thế này. Ok, trường nó sẽ ra hai bên nhé, chứ nó không bên này đâu. Cái này thì do là cái cục bơ nó bé thôi, chứ bình thường nó sẽ ra y như thế này. Đây các bác xem không? Đấy, nó sẽ ra hai bên. Đấy, nó sẽ ra hai bên. Nó ra lần lượt hai bên này. Các bác xếp nó cách nhau một đoạn. Có thể cách nhau một cái bịch này. Xong rồi các bác lại xếp thêm một hàng nữa. Đấy, hoặc là hai bịch càng tốt. Tại vì sau này cành nó ra đỡ bị vướng vào nhau. Chứ nhiều bác là em thấy các bác không để ý lĩnh vực này, các bác cái bịch thì các bác xếp dọc này, cái bịch các bác xếp ngang này này. Đấy, thì khi nó ra cái này nó quay thế này, cái nó quay này, cái nó quay này, nó đàn lúc tung trưởng với nhau. Đấy, mà khi các bác trồng ấy thì các bác sẽ chốc nữa em sẽ nói về tại sao là phải xếp như thế, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề trồng nữa cơ. Đấy, các bác xếp y như này nhá, xếp ngoảnh một hướng cho em lần lượt thế này. Đấy, trong dàn ươm ấy. Đấy, xong rồi các bác tưới đẫm một tưới tưới một lần cho nó ẩm đi, các bác để đây cho em. Thì trong vòng có khoảng
10 năm ngày sau thì nó sẽ đâm những cái chồi đây ra. Đấy. Mà các bác bây giờ khi nó nhú cái chồi ra, nó nhú như thế này chẳng hạn, nhú cái mắt như thế này này, dài ra một tí nữa, thì các bác phải phun ngay thuốc sâu nhá. Đấy, thuốc sâu thì em hướng dẫn rất nhiều video em nói rồi. Là các bác phun hàm lượng rất nhẹ thôi. Dùng cái thuốc sâu có cái mùi thật nặng vào. Đấy, pha ít bám dính vào các bác xịt. Xịt luôn. Đấy. Chứ còn một số bác nào cẩn thận nữa thì các bác hòa cái thuốc lấm ấy. Cái tỷ lệ trên bao bì nó mách như nào thì các bác khi bác cắt xong ấy, các bác sẽ xịt toàn bộ từ cây này trên xuống dưới luôn. Cắt như này xong này. Chỗ này các bác bôi cái loại đậm đặc rồi thì em không nói. Đấy. Thì các bác xịt luôn cũng được, chẳng sao cả, như xịt từ trên dưới. Mục đích chúng ta là phòng lấm luôn từ đầu. Đấy. Phòng luôn rong rêu các thứ nó bám trên này. Đấy. Phòng và cả cái vết ghép nữa này. Đấy, có những bác nhắn tin cho em, gọi điện cho em luôn, nói là bị xì mủ thối thân ở cái vết cái ghép như thế này này. Đấy. Đấy, thì cho ta xịt luôn từ trên dưới cả cái gốc này nữa, cả rễ này, này đảm bảo một lần luôn. Đấy. Rồi dưới này bác xịt đẫm đẫm tí thì là chúng ta sẽ đảm bảo chúng ta xếp vào dàn ươm. Đấy, trong vòng cỡ khoảng 10 năm 20 ngày sau nó nhú mầm chúng ta xịt phun. Đấy. Đấy là xong giai đoạn 1 các bác nhé. Đấy. Chúng ta xịt từ trên dưới, xịt đẫm luôn rồi tôi xếp vào dàn ươm. Ta làm dàn không cần phải làm dàn kín đâu các bác nhé. Làm dàn thưa thôi. Ví dụ như chúng ta có phủ lưới đen thì chúng ta phủ cái loại lưới mỏng mỏng thôi cũng được. Còn nếu mà chỗ nào trống quá chúng ta phủ lưới dày, nhưng sau này khi bắt đầu nó ra rồi, ra được mấy cặp lá rồi đấy thì chúng ta phải bỏ cái lưới dày đi, chúng ta phủ cái loại lưới đen ấy, loại mỏng ấy, để cho nó tiếp cận dần dần với ánh sáng mặt trời. Tại vì cái lá na này nó cực kỳ nhạy cảm các bác nhé. Nhạy cảm này. Em vừa cắt xong thì nó đã heo héo rồi đấy, nó nhạy cảm rồi các bác, nhạy cảm với ánh nắng lắm và cả thuốc sâu nữa đấy. Nên là khi các bác làm cái này ấy, thì cố gắng để ý chứ, tại vì em đã làm rồi đấy, em đã trồng rồi, đã thử nghiệm rồi đấy. Còn khi bây giờ xong cái cây này rồi, các bác phụt các xin rồi vâng, các bác xịt, các bác phun rồi ấy thì là nó các bác xếp vào dàn ươm đấy. Nhưng mà các bác để ý cho em một cái vấn đề nhá, mà em đã gặp rồi, em đã gặp rồi, bây giờ em chỉ cho các bác nuôi, là khi chúng ta dùng cái bịch mà ở miền Tây họ làm ấy, là rất họ hay rất hay làm cái sơ dừa các bác ở dưới này nhá, sơ dừa hoặc là cái chấu đấy, người ta đóng bịch cho nó nhẹ đấy, nó làm tỷ lệ sơ dừa rất cao, đất ít thôi đấy, nó làm họ làm để nhẹ đi, để họ treo trên cây cho nó tiện đấy. Đấy, chứ không phải cái bịch đất nặng này các bác nhé, bịch đất thì không phải này đâu, mà cái bịch sơ dừa thì là cái sơ dừa thì lại là cái mồi ngon của cái cây mô, của cái dòng cái đám mối này các bác biết không, là nó mối rất thích ăn cái món này đấy. Nên là khi các bác xếp trong dàn ươm thì các bác chỉ có quan tâm đến nó ở trên này thôi, mà các bác không hề quan tâm đến cái dưới đáy của nó đấy. Nên là khi mà các bác để nó lên cái chồi rồi ấy, đấy, khi mà để nó lên chồi rồi, khi mà các bác mang ra rồi, các bác mang đi trồng, các bác bỏ nó lên thì dở cái bịch lên phát ở dưới toàn bộ mối ăn hết rễ dưới luôn. Đấy, các bác cầm cái bịch nó ọc nòng hết rễ ra luôn. Đấy, mối luôn, mối ông, mối cha, mối bà, mối cụ là nó nằm hết dưới này này, nó nhiều lắm. Các bác biết được cái loại mối mà nó ăn thì nó rất là nhanh, nó ăn rào. Đấy. Đấy, nó ăn, nó chơi cả cái bịch này luôn, cũng mục luôn. Dưới này nhấc lên phát là tụt luôn cả cái bịch. Đấy, các bác nhớ nha. Nên là các bác cũng phải quan sát xem là có mối cộng gì không, hoặc là chúng ta đề phòng cách chúng ta phá thuốc sâu, thuốc xịt. Khi xịt trên này các bác xịt luôn cả dưới. Đấy, xịt cạnh bịch này nó chảy xuống dưới, chả con mối nó dám bén bảng vào đấy mà chiến cái gốc của chúng ta cả. Đấy, nên là em cũng chỉ cho các bác như thế, tại vì em đã từng gặp rồi. Em từng gặp rất là an tâm, chỉ nhìn trên này thôi, còn chả quan tâm dưới. Tại vì khi mình xếp cái hàng là mình đào một cái rãnh, nhưng mà mình phủ lên. Thứ nhất là giữ ẩm, thứ hai nữa là nó đỡ bị đỏ. Đấy, thế là mối là nó cứ bụp ở dưới thôi. Đấy. Thì em cũng chỉ cho bác đấy. Rồi, đấy xong giai đoạn 1 nha. Đấy, cũng khá kỹ các bác nhỉ. Đấy, còn thiếu chỗ nào các bác bổ sung em nhé. Đấy, còn bây giờ sang giai đoạn 2. Sang giai đoạn của cái thằng amateur này. Đấy. Để bây giờ là sang cái giai đoạn của thằng amateur cao này. Thì bây giờ các bác cắt xong thì sau vòng mỡ cái này nó đúng là nó ngả ngả này các bác nhé, nó không thẳng này, do là cái này em cột đấy. Đấy, nó ngả ngả như thế. Đấy, em đúng để đúng cái vị trí mà chúng ta để nó sẽ như thế này. Đấy.
khi mà nó ra rồi nó cái chồi nó ra như thế này. Đấy, nó ra nhiều, có thể là những cái cây nhiều cây nhé. Nhiều cây nó ra đến 7-8 cái chồi lung tung trưởng đây, chứ không nhất thiết là cứ phải 2-3 cái chồi như thế này thôi các bác nhé, không phải cứ 2-3 cái chồi như thế này. Đấy. Thì các bác cắt vợi đi. Các bác cắt vợi đi, các bác để cho em khoảng 2 hoặc 3 cái thôi. Đấy. 2 hoặc 3 cái chồi như thế này thôi. Đấy. Để như thế này thôi. Thì tầm nào thì mà em cũng nhắc lại luôn là khi nó ra những cái chồi nó nhú ra là các bác phải phun rồi. Nó ra 2-3 cái lá đọt này các bác phải phun rồi này. Đấy, nó ra 3-4 cái là các bác phải phun. Chứ không là để nó là để nó cái con bọ chít mũi nó vào nó bụp mất những cái ngọn này là nó quăn lại. Đây nó như thế này là nó bụp cái ngọn này cái là nó quăn xoăn hết lại nè. Là hỏng luôn cả cái cây na của mình. Cả cái thời gian chăm sóc lẫn người mua là nó hỏng. Chúng ta lại phải cắt nó ra cái chúng ta lại cắt đi ra cái đọt sau này thì nó còi cọc đó. Nó không mạnh như bằng cái đợt đầu này nó ra đâu. Đấy. Thế nào bây giờ là các bác để trong vòng tầm nếu mà tầm này thì nó tầm có khoảng là hơn một tháng. Đấy, tháng rưỡi. Thì nó được đưa tầm như tầm này, có thể nó sẽ không dài như thế này. Đấy. Thì nó bằng đến đây thôi. Thì thường là nó cứ bằng tầm này là chúng ta đi trồng được rồi bác nhé. Đoạt cứ nên tầm này là đi trồng là vô tư rồi này. Đấy. Chúng ta cũng không nên để quá dài như thế này. Ta cũng không nên để quá dài như thế. Tại vì chúng ta để quá dài như thế này thì cái rễ bên dưới này này nó ra rất là nhiều rồi. Thứ nhất là nó ăn ra ngoài. Chúng ta nhổ lên thì nó lại bị đứt. Đấy, nó chột. Nếu mà nó không ăn ra ngoài được thì nó cuộn khoanh ở trong cái bịch này cũng không tốt các bác. Đấy, thì sau này ấy, là chúng ta trồng là nó lại phải thì sinh ra cái rễ mới mà nó ăn ra ngoài xong nó về đến đây nó phải chạy lòng vòng giống như cái ống nước ấy. Mãi nó mới đường thân lên được. Thì bộ rễ của nó lại yếu các bác. Đấy, chúng ta cũng không nên để quá quá là quá dài nhé. Để an toàn quá lại không tốt đâu. Cứ bằng tầm này là chúng ta đi trồng là ok, là bằng cái tầm cái chồi nhỏ này này. Đấy là đi trồng là ok rồi, còn không nhất thiết phải để dài này đâu. Đấy. Dài này là gần giai đoạn là cắt rồi đấy. Đấy. Thì các bác khi các bác trồng thì tầm như này đấy, em nói lại là bằng như này các bác bằng trồng. Đấy. Thì các bác là trước khi bác trồng nhá. Thì các bác nhớ cho nó tập làm quen với ánh nắng mặt trời. Đấy. Nhớ tập làm quen với ánh nắng mặt trời. Chứ còn nếu mà các bác đùng phát trong mang trong giàn các bác mang ra trồng luôn mà gặp trời mát thì có thể nó đã chỉ ảnh hưởng ít thôi, nhưng mà gặp phải cái trời nắng cỡ khoảng 30 độ trở lên thì cái ná na của mình nó cháy nó táp luôn đấy. Mà còn lại thì các bác phải đi che thì nó rách việc lắm, nó lằng nhằng đấy. Nên là tốt nhất là các bác phải cho nó làm quen với ánh nắng mặt trời đấy. Làm quen với ánh nắng mặt trời như thế nào thì các bác là đang ở trong giàn ươm đúng không, các bác dỡ cái giàn ươm ra, dỡ cái giàn ươm các bác lật cái nóc của nó ra. Đấy. Lật nóc ra từ sáng đến 10 giờ các bác che lại. Đấy, các bác làm 3-4 ngày như thế, xong rồi là các bác lại tập cho nó cứ khoảng 4-5 ngày sau là các bác bỏ hẳn ra. Xong rồi đến cỡ khoảng 3 giờ lúc nào chưa nắng các bác che lại cho nó 1-2 tiếng rồi còn lại thì các bác lại bỏ ra luôn cho cả ngày dần dần như thế. Trong vòng cỡ khoảng chục ngày sau là các bác sẽ thấy được này. Các bác chả cần phải bỏ, chả cần phải che. Ná nó vẫn đẹp, nó vẫn cứng, vẫn ngon này. Đấy. Vẫn ok đấy, nên là chúng ta phải để ý nhá. Đấy, chúng ta phải để ý cái chỗ đấy. Tại vì cây na này nó cực kỳ nhạy cảm với nhiệt nhá. Đấy, với nhiệt độ đấy. Nên là nếu mà chúng ta không để ý là nó sẽ cằn cái này nè, vàng cái ná đi đấy, nó già cái cặn này này. Mà cái khi cặn bé tí ti mà đã già này rồi thì cây na mình cực kỳ chậm phát triển. Đấy, em trao đổi các bác như thế. Còn khi các bác mua ở giàn ươm về nó như thế này rồi sao, có trồng luôn không? Theo em là không trồng luôn. Tại trong giàn ươm bao giờ họ vẫn che, họ không cho ra ánh nắng mặt trời đâu. Họ toàn bộ họ che hết mà họ để cạnh nhau rất là dày các bác ạ. Họ để cạnh nhau không có thời gian, không có chỗ diện tích để họ để thưa đâu. Họ để sát sát nhau này này. Đấy mà cũng chả có thời gian để họ quay được một hướng đâu. Họ để lung tung trưởng hết. Nên là cành nọ nó đan cành kia nó che nắng, trong bên trên lại cái tàn nữa, cái lưới đen nữa. Ở trên nữa thì tuyệt đối là vẻ ươm rất mát. Mà họ lại có cái vấn đề là ngày nào họ cũng phun phân bón qua ná đây này. Chiều đấy họ chiều nào họ cũng khoác bình họ phun đấy, họ tưới đầy đủ cái na xanh đen xì luôn. Về nhà nhìn tuyệt vời ông mặt trời, cuối cùng mang chồng ra vài bữa vàng rực. Đấy, lý do của chúng ta là chúng ta để cho nó bị sốc nhiệt đấy. Các bác về là theo em là các bác mua về các bác phải để cho nó ổn định đã. Ổn định cái cây chúng ta cho vào giàn ươm, chúng ta cũng che nó lại thưa thưa thôi, xong rồi chúng ta cho nó tập làm quen với ánh nắng mặt trời. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo
Còn không nếu mà chúng ta mà không, không 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 làm như thế thì em nhớ là khi chúng ta nó sẽ bị sốc nhiệt một thời gian, mà cái thời gian đó nó bị ảnh hưởng và nó sẽ rất là chậm lớn các bạn. Đấy, các bác chị xem, đi mua cá giống về người ta vẫn phải để cho vào một cái chậu nước, xong rồi người ta ổn định cho nó một lúc sau họ mới thả thôi. Nếu đi mua cá giống về ông mang ra ông thả luôn thì nhiều con sẽ bị say nó chết luôn. Đấy, tại vì thứ nhất là cái nước là nó không giống nhau, thứ hai nữa là nó bị sốc về cái môi trường. Cây na này thế, các bác mua ở vùng nào cũng thế thôi, kể cả các bác ngoài Bắc nhé, các bác ngoài các quê ngoài Bắc ấy. Đấy, rồi các bác ở miền Trung các thứ, các bác cũng xem video của em rất là nhiều đấy. Thì các bác nhớ là các bác về nhà các bác tập cái môi trường cho nó đã. Tại vì mình đã làm là mình phải quan tâm đến nó. Còn các bác trồng chơi một hai cây để ăn thì em không nói gì nhé. Tại vì các bác làm có thể che được, nhưng bây giờ nếu mà trồng khoảng vài trăm cây, số tiền đầu tư ra cũng rất lớn, mấy chục triệu thì giống. Đấy, thì các bác về các bác nhớ tập cho nó làm quen với môi trường đã, để cho nó ngon lành đi. Đấy, cho nó hồi một thời gian đi. Tại vì trong nhà ươm họ cho ăn rất nhiều phân bón quả ná, về đây là mình không cho, không phun phân bón quả ná nữa, mà các bác chỉ phun thuốc phòng nấm như em thôi, mấy cả thuốc sâu thôi. Đấy, còn là để cho nó ổn định một thời gian. Đấy, xong rồi các bác tập cho nó cái ánh nắng mặt trời như vừa em nói đấy. Đấy, đến khi nào các bác bỏ nó ra, bỏ hẳn ra, chả thèm che cái gì cả, trong vòng cứ khoảng 4-5 ngày mà thấy nó vẫn bình thường thì chúng ta bắt đầu chúng ta mang trồng. Đấy. Đấy thì ok nè, em nói bác là không cần gì phải bàn, cây na sẽ mình sẽ không bị sốc nhiệt và sẽ không vàng rực như các bác tâm sự với em, gọi gọi điện tâm sự với em đâu. Đấy. Còn bây giờ trồng như thế nào em sẽ sang video thứ hai. Tại vì như nói như thế này thì dài quá phải không các bác? Bây giờ em sẽ nói rõ ở video thứ hai là sẽ trồng như thế nào, phân bón là sao, đầu hố sao các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác.